đây là nơi không phải ai cũng có thể đặt chân đến được. Tại đây lưu giữ những bí ẩn về cuộc chiến tranh Việt Nam và là nơi yên nghỉ của nhiều câu chuyện cùng những số phận con người khi đi qua cỗ máy chiến tranh với những bi hùng lịch sử. Họ là anh hùng, nhưng họ cũng là những ẩn số. Với nỗi lo rằng những gì không được biết đến có thể mãi mãi bị lãng quên, chúng tôi đã dành 5 năm trời để thực hiện bộ phim về một con người từng chiến đấu trên mặt trận thầm lặng này. Cuộc đời ấy phong phú và đầy bí ẩn đến mức nhiều sách báo viết về ông chỉ như những ánh đèn flash đủ lóe sáng một vài khoảnh khắc. Chúng tôi cũng chỉ hy vọng bộ phim này sẽ hé lộ thêm vài khoảnh khắc khác nữa của một con người sống cùng lúc hai cuộc đời. Cuộc đời nào cũng rất thật, rất người. Ông là tướng tình báo chiến lược Phạm Xuân Ẩn. Trong bài viết Người gián điệp vốn yêu chúng ta của nhà báo Thomas Bass đăng trong tạp chí The New Yorker số ra ngày 23 tháng 5 năm 2005, tác giả cho rằng Phạm Xuân Ẩn là người Việt Nam đầu tiên sống ở quận Cam của bang California, nơi sau này có mật độ người Việt cao nhất nước Mỹ. Những bức ảnh chụp ông hồi thập niên 1950 cho thấy một thanh niên dễ mến, khỏe mạnh, thích tham gia vào các hội nhóm sinh viên. Ông yêu nước Mỹ và còn yêu một cô gái tóc sáng tên Lee Mayer, vốn là chủ bút và là người dạy ông viết văn ở tờ The Barnacle của trường. Trong tờ báo này, thỉnh thoảng ông viết vài bài như bài điểm cuốn phim Người Mỹ Trầm Lặng của Graham Greene. Phạm Xuân Ẩn kể với Bass rằng 2 năm sống ở Mỹ, trong đó có cả thời gian làm việc nội trú ở tờ Sacramento Bee và ở Liên Hiệp Quốc, là thời gian duy nhất trong đời mà ông không phải lo lắng băn khoăn. Ông còn nói: tôi có 2 tình yêu giống như Josephine Baker vậy. Tôi yêu đất nước tôi và tôi yêu nước Mỹ. Khi cuộc chiến qua đi, tôi muốn họ xích lại với nhau. Đa số mà sinh viên nước ngoài qua học á, thì nó không rành mà nó kể bị đó là gồm có Pháp, có này, có Iran, Iraq, rồi Nam Mỹ Latin, nó qua đó cũng học bên đó. Thì cái giờ học Anh văn thì tôi đăng ký học Anh văn cho nó thêm, cho nó giỏi thêm. Thì khi chấm bài đó bà thấy giỏi, mà cái lĩnh của mấy ông này ra lĩnh cũng ác. Rồi qua bà tập trung học thiệt giỏi, làm cho nó tốt. Thì mình lại là vậy rồi. Thứ hai là mình cái loại bộ đội mà nó rất là đơn giản, mình sống theo cái kiểu mà trong ngành tình báo là ông đã dạy rồi, kỹ rồi. Tiền, tình, tù, mấy cái đồ đó là không có bao giờ để cho nó bị ảnh hưởng. Cứ tập trung học cho thiệt giỏi cho tốt. Cái quan niệm của mình là cái quan niệm xưa, anh học giỏi cho tốt thì là theo cái phương thức cha mẹ dạy con đây như Việt Nam vậy. Thì bà này bà lấy làm lạ, bà thấy sao này không đi chơi, bà thấy đã giỏi rồi mà lại đăng ký học. Như vậy là bà phân tích, bà tính là nó làm cái gì khác chứ đâu phải để học thêm tiếng Anh đâu. Tôi nói không, mong chính của tôi là khi tôi giải thích ba cái này nè, mong chính của tôi là báo chí mà tôi viết bằng tiếng Anh, thì như vậy là tôi phải học thêm tiếng Anh. Họ nói nhưng mà tôi đếm, tôi chấm bài, tôi thấy tiếng Anh anh rất giỏi rồi, thì anh cũng không cần học, anh học mấy môn khác cũng được. Thì nó cho, nó lý luận là vậy, nó dự đoán là mình lấy cho có chừng thôi, để mình làm cái gì khác. Cái thứ hai là nó điều tra, nó dòm thấy là không đi chơi. Ở trong trường chủ nhật hay thứ bảy gì vậy, trưa tối mà học. Thành ra là bà cứ hỏi tới hỏi hay là anh làm cái gì khác. Tôi nói không, đó là như vậy. Tôi kể bà nghe rồi sau đó bà nói tánh tôi thì hay nghi, vì đa số là chơi, học chơi vui này kia, nhảy đầm này, anh cũng không ham lắm nữa. Thì như vậy là tôi nghĩ là anh chắc phải tính cái gì lớn hơn. Tôi nói không phải, tôi muốn học rồi tôi về bên nước tôi đóng góp vô mà. Thì là tôi phải học cho tốt. Quan niệm của Khổng học của tôi là cái Nho giáo. Lúc đó bà mới nói sợ gì tôi nghi là vì thế này nè, tôi trước là tôi làm tình báo trong Thế chiến thứ hai, hết rồi tôi về tôi đi dạy học, nhưng mà tôi cũng có nhiệm vụ tôi theo dõi. Thì bà nói thật, thế thì mình thấy à, thế này là học giỏi quá là cũng chết.
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, ông Ẩn vẫn nhớ rõ về thời điểm tháng 10 năm 1959, khi ông đang băn khoăn không biết phải làm gì kế tiếp, ở lại tiếp tục học hay về nước, thì nhận được tấm bưu thiếp của cô bạn Ly, trên đó chụp đảo tù Alcatraz với những chòi canh đầy đe dọa và những bức tường lạnh lẽo. Và ông sợ rằng phải chăng tấm bưu thiếp ấy mang hình ảnh báo trước cảnh tù ngục đang chờ đợi ông trở về. Cuối cùng, ông quyết định đánh một canh bạc với số phận. Tới 56 mà anh chưa thi hành hiệp định thì ngoài Bắc có thể, đây là nó đoán, dự đoán của Mỹ, là nó có thể là anh vi phạm cái hoàn toàn miền Nam này không thi hành rồi gì nữa, thì nó đưa quân chính quy ngoài Bắc của anh vô, anh làm sao anh đỡ. Thế nhưng mà tới 59 là tôi còn bên Mỹ, thì bên tù Mỹ bên đó nó cũng nói là nước mày sắp có chiến tranh lớn, thì nó nghiên cứu nó biết là lúc đó mình đã có nghị quyết là du kích, cho phép quân du kích rồi, cho phép quân quân sự rồi. Thì như vậy là gì? Là ngoài Bắc không có đưa đại quân vô quánh thẳng như cái hiệu Bắc Triều Tiên mà quánh xuống Nam Triều Tiên. Như vậy là cái dự đoán của nó sai rồi. Thì sau cùng anh phải quyết định thôi. Anh quyết định là anh về thì cũng như là anh quánh bài cho nó vậy thôi. Ít ai đi xa trở về quê hương trong tâm trạng căng thẳng như Phạm Xuân Ẩn. Nhưng không có gì xảy ra. Nghĩa là có thể tất cả những đồng đội, những người lãnh đạo mạng lưới đang chịu khảo tra tù đầy đều không khai báo gì về ông. Được hay mất trong canh bạc này tùy thuộc vào sự chịu đựng của các đồng chí mà có người ông còn chưa biết mặt. Khi anh về sân bay nó bắt rồi, mà tôi có dặn trước rồi, cho mời bạn bè ra đón cho đông. Đằng khi nó bắt tại đó thì thế nào cũng có người thông báo cho mình hay là tôi về nhưng mà bị bắt. Đằng đừng có mở liên lạc nữa. Thành ra về nhà rồi thì cũng không xảy ra. Thì mau mau là anh đi xin việc làm. Thì bây giờ ông giải quyết như thế nào? Ông giải quyết là ông quánh bài thẳng. Ông xin vô làm cái chỗ nào mà khó nhất để cho nó điều tra cho cẩn thận. Nếu nó chịu cho ông vô làm, tức là nó phải đưa điều tra, thì tôi xin vô làm ngay phủ tổng thống và sở nghiên cứu chính trị, tức là cơ quan mật vụ. Đó là bác sĩ Trần Kim Tuyến. Thì nó giao cho bên ông Đỗ Mậu, tức là an ninh quân đội, điều tra lý lịch, điều tra hết tất cả rồi, và nó chấp nhận cho vô làm với lịch cấp bậc chuyên viên, ăn lương chỉ số 420, tức là ngang cử nhân. Thế thì vô làm trong đó thì là nó biệt phái qua Việt Tân Xã. Biệt phái qua Việt Tân Xã để làm gì? Vì tôi học báo chí, đồng thời Mỹ đang chuẩn bị mở một cái khóa báo chí, là cái cơ quan Asia Foundation mở cái khóa báo chí đó. Thì nó viện trợ cho Việt Tân Xã và nó cần một người Việt Nam đã học báo chí bên Mỹ về giúp cho nó. Trần Kim Tuyến giao Phạm Xuân Ẩn sang trông coi những phóng viên Việt Tân Xã làm việc ở nước ngoài. Số này hầu hết là gián điệp và luôn quan niệm nghề báo đang cản trở công việc chính của họ. Ông Ẩn thì trái lại, ông tìm thấy ở đó vỏ bọc tuyệt hảo để tiếp cận những nguồn tin quan trọng. Thì bây giờ là nó đối phó với du kích. Thì đối phó du kích là cái gì? Là anh phải có một cái kế hoạch, nhưng mà kế hoạch anh tìm chưa ra. Anh chỉ biết ý đồ nó là có rồi đó. Thì anh phải đoán cái đó là nó có. Tức là cái học thuyết của nó là gì? Dùng người địa phương nắm chính quyền và xây dựng cái quân đội chính quyền. Mỹ chỉ đứng ở ngoài tham gia và chỉ huy và hướng dẫn thôi, chứ nó không có tham gia. Cái đó là cái chủ trương từ xưa tới giờ. Cái đó là học thuyết chiến tranh. Mình gọi là thực dân mới là vậy. Chứ thằng Pháp là nó đi thẳng vô, thằng Anh là nó đi thẳng vô, nó nắm chính quyền. Thế bây giờ anh lập một cái chính quyền, anh lập một cái quân đội, thì bây giờ đối với chiến tranh du kích này anh phải có cái học thuyết. Thì cái học thuyết của nó là gì? Anh dùng quân đội đó, bây giờ đối phó cái đó thì ông phải ra một cái kế hoạch. Thì cái kế hoạch đó nó gọi là kế hoạch chiến lược đối phó cái đó.
từ cái chiến lược đối phó với cái chiến tranh du kích này, thì ông phải lập chương trình để thực hiện cái chiến lược này đáp ứng với cái học thuyết kia. Thì bây giờ trên những cái lý luận đó của Mỹ nó cũng ra làm, ai cũng làm vậy. Thì ông Hòa, ông tìm những người hiểu những cái đó để nói chuyện, và ông chờ. Như vậy là ông có thể báo cáo là nó đương chuẩn bị đối phó với cái đó, cho tới khi nó có tài liệu căn bản đàng hoàng, tức là chương trình làm cái đó, tức là kế hoạch chống chiến tranh nổi dậy. Lúc bây giờ thì đồng chí Phạm Xuân Ảnh mà chúng tôi lúc bây giờ đặt là X6, sau này lại đặt lại là 2 Trung, thì ở Mỹ đã về, nhưng hai bên đều không tìm nhau, chưa tìm nhau được. Do đó là cái nhiệm vụ làm thế nào là tìm được cái đồng chí 2 Trung, tức đồng chí X6 Phạm Xuân Ảnh. Thì qua những cái công tác tìm hiểu địch ở thành phố, cho nên chúng tôi đã gặp được đồng chí là đồng chí Sáu Thảo. Và đồng chí Sáu Thảo là người mà chúng tôi làm cái liên lạc để mà móc cái đồng chí Phạm Xuân Ảnh lên. Nắm được tình hình rất nhiều, mà nội bộ địch thì bắt đầu lũng củng và nó có thể đi tới đảo chánh. Mà tin tức thì nắm rất chặt rồi, nắm trong tay nhiều lắm. Thế nhưng mà không biết làm sao để mà chuyện. Nhưng mà cũng nhờ cái tổ chức của cái chị Tám Thanh đó, thì của bên Phụ Nữ Nam Bộ đó, thì mới dẫn tôi vào trong đó để mà dự cái lễ 20 tháng 12. Thì từ đó tôi mới đề đạt, tôi mới nhờ chị Thanh nói với các đồng chí mà coi như là xứ ủy Nam Bộ Nam Kỳ lúc đó, thì các anh mới là cho anh Bình, sau này chết rồi anh Bình mới liên lạc cho tôi, thì mới tìm được anh anh Kiếm. Thì tới trường tôi cũng lên trên bến cát á, bến cát đó tôi gặp anh Kiếm, thì anh Kiếm để kiếm anh Hạnh, thì chúng tôi mới đưa anh Hạnh vào trong Phú Hòa Đông. Khi chúng tôi móc đồng chí Phạm Xuân Ảnh lên á, thì có đồng chí, gồm có những đồng chí mà dự lúc bây giờ là có đồng chí Sâu Văn, tức là Võ Văn Kiệt, đồng chí Cao Đăng Kiếm, và tôi là người dự ngang. Thì mới biết rằng đồng chí Phạm Xuân Ảnh khi đã về tới Sài Gòn muốn tìm, nhưng mà tìm cũng chưa có, vì lúc bây giờ cái tình thế rất khó khăn. Thứ hai nữa, đồng chí báo cáo những cái quan hệ, thì đồng chí quan hệ rất là cao, từ những cái Mỹ mà bọn chỉ huy của Mỹ, còn Diệm thì kể cả những tay chân Diệm và kể cả Nhung, nên là Ngô Thị Nhung lúc bây giờ là quan hệ rất tốt, thường xuyên. Và đồng chí đã nắm được rất nhiều tin tức bí mật. Thì lúc bây giờ là làm việc rồi, thì các đồng chí đánh giá là đây là một đồng chí đã được đảng và tình báo tổ chức qua Mỹ học, để từ Mỹ về thì bây giờ bắt được liên lạc, nó đã thấy được cái ánh sáng của cái công tác sắp đến. Dấu tài ba đến mấy, tài liệu lấy được quý giá đến mấy, theo ông thì tất cả cũng vô nghĩa nếu chúng không được chuyển đến đúng địa chỉ. Một mạng lưới được dẹp chặt chẽ để tất cả những thông tin từ ông thu thập được nhanh chóng theo đó phải đi đến nơi cần thiết trong thời gian ngắn nhất, an toàn nhất. Trong số 47 giao liên của lưới H63 có nhiệm vụ chuyển tài liệu của ông Phạm Xuân Ẩn ra khỏi Sài Gòn, có 27 người bị bắt và bị thủ tiêu. Thì tôi với anh nhớ nè. Đó, đi xe vô con cỏ đó, đi người ta phải là đi liên lạc nữa, có nhờ chị. Người phụ nữ này được ông Trần Quốc Hương tuyển chọn làm giao liên cho ông Ẩn trong những ngày đầu kháng chiến. Sau này, vì bà bị lộ nên ông Ẩn được chỉ thị phải tránh để đảm bảo an toàn. Nhưng những ngày đầu từ Mỹ về chưa bắt liên lạc được với các đồng chí lãnh đạo, ông Ẩn đã phải nhờ đến bà. Và từ ngay chuyến liên lạc đầu tiên, toàn bộ tài liệu về chiến tranh đặc biệt được bà chuyển ngay về cho căn cứ cách mạng.
mà là lên ảnh đưa cho tôi 21 cuộn phim mà anh đánh dấu rồi mà tôi không biết, mà anh cũng không nói. Cho nên là tôi tiền bơ tôi bỏ trong cái giỏ đẹp đó, rồi tôi để cái cây lên trên đó. Thì đến đó là không may là cái con đường gần đi đến Củ Chi đó, thì nó lại bị tăng bo, là bị nó đào đường đó. Thành ra bắt tất cả những người trên xe phải xuống, lắp đường xong rồi mới được leo lên xe khác đi xuống. Mà tôi mặc áo dài đi về cao gót này kia nọ, thành ra tôi không tham gia làm. Đến bên Nga mới chọc kẹo này cái đại khái mà. Đến khi tôi vào đến trong cứ rồi, tôi đưa cho anh Xuân Mạnh, anh Xuân Mạnh mới mừng quá mới dở ra cảm thấy số, anh chết cha có số. Tôi trời ơi, vậy là coi tiêu em rồi, nếu mà có số được coi em đã tán rồi. Vậy là cũng hai mấy con kia mà đều không hợp pháp rồi, rồi thêm là có số nữa, đánh số nữa thì chết rồi, rất là nguy hiểm. Cái chiến tranh đặc biệt đấy, mà chính bữa đó là gặp tôi là mang cái đó đấy, mà cái đó là cách mạng đang biến hết sức. Ẩn là cái người rất rất giỏi, tôi coi giấy tờ đọc đủ thứ giấy chứng nhận, từ tổng thống rồi tới gì đấy thì là chứng nhận đàng hoàng. Mà đi đâu người ta đâu phải coi là xếp hết. Khi Trần Kim Tuyến mất quyền lực sau thất bại của một cuộc đảo chính, ông Ẩn rời Việt Tấn Xã để làm việc cho Reuters và sau đó là văn phòng tuần báo Time tại Sài Gòn. Giao du rộng rãi với các sĩ quan cao cấp, các nhân viên tình báo, an ninh quân đội, thậm chí còn được xem là người của CIA, ông nắm được nhiều nguồn tin quan trọng trong quân đội Sài Gòn, cơ quan tình báo của đối phương. Trong nghề làm báo, Phạm Xuân Ẩn được xem là thượng hạng vì ông chỉ làm cho báo nước ngoài và được công nhận là một ký giả chịu khó làm việc, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp. Đó chính là cách để ông trao đổi cập nhật tin tức nhanh nhất và chính xác nhất. Anh thừa cái cơ hội cái lục lớn ở dưới miền Tây là cũng cỡ lối tháng 10, 11 gì năm 1961. Tây Lo đi qua với lại ông phụ tá an ninh của Tổng thống Kennedy. 61 là ông Tây Lo là chỉ huy của giác đài. Tôi đi dưới đó, tôi cũng đi coi trận lục ở đó chứ đâu. Tôi ở nhà ông tỉnh trưởng mà. Thì như vậy là xuống rồi ông đề nghị liền với ông Diệm cho gửi quân đội Mỹ qua để giúp. Ông Diệm làm sao ông nhận được, đưa qua rồi nó ở luôn làm sao. Nó không chịu cái chuyện đó. Thành ra tranh thủ mãi cái chuyện đó chứ không phải dễ đâu. Cho nên cái kế hoạch nó không thực hiện được liệt sớm. Thì những cái mâu thuẫn đó là bên trong rồi. Thì ông phải dòm cho ra được những cái đó thì ông nâng. Thì thằng Mỹ là nó đưa một cái chương trình mà để mà chống du kích. Thì 59 là đã có du kích rồi thì nó bánh quân sự phải không? 60 thì ép nó làm cái đó để cho nó dân chủ hóa đi, bớt đi. Chứ độc tài mà gia đình trị thế này thì không thể nào mà tập hợp được những cái đảng phái xung quanh được. Mà ngay trong quân đội nó bất mãn nữa. Bằng chứng là quân đội nó đã đao tranh lên rồi. Thế nhưng mà nó cho rằng thằng Mỹ vậy là áp lực nó. Thì cái kế hoạch của Staley với kế hoạch Taylor là kế hoạch quân sự, kế hoạch Staley là kế hoạch bình định về kinh tế, bình định. Hai cái kế hoạch riêng đi chung với nhau gọi là Staley-Taylor. Thì ông mới mở quan hệ với hai cái nhánh đó. Trong cuốn sách Phạm Xuân Ẩn, Tên Người Như Cuộc Đời, tác giả Ngọc Hải nhận xét rằng bà không thấy trong nhà ông Ẩn có mùi bùn tỏa ra từ chồng sách báo đang từ từ mục rã trong khí hậu ẩm thấp của châu Á, như một nhà báo phương Tây mô tả. Không chỉ bà Ngọc Hải mà bất cứ ai đã tiếp xúc với ông đều dễ dàng nhận ra sức sống tươi mới và mạnh mẽ từ một con người luôn chủ động trong những giây phút quyết định của đời mình, như ông đã thắng trong canh bạc số phận khi mạo hiểm về nước vào một ngày tháng 10 năm 1959, cũng nhờ phân tích chính xác tình thế bằng một bộ óc sắc bén và hơn thế nữa bằng một trái tim luôn đặt trọn niềm tin vào đồng chí, đội ngũ và sự nghiệp chung, một phẩm chất được gọi tên thành bí danh của nhà tình báo này: Trần Văn Trung hay Hai Trung.